Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Sheffield United. Đây là trận đấu bù vòng đấu thứ 29 giải ngoại hạng Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 25 tháng 4 và theo đánh giá thì câu lạc bộ Manchester United sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Sheffield United với mức kèo là 1,75, mức kèo cũng có thể tăng hai trái và hạ xuống còn 1,5, mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Manchester United và Sheffield United thì Manchester United thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Sheffield. 5 trận thi đấu gần nhất của Manchester United thì Man United thắng 1, hòa 3 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Sheffield thì Sheffield hòa 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Manchester United chấp 1,75 hoặc là 1,5 nhé. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao nhưng mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Manchester United vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Sheffield về mọi mặt. Thứ hai nữa thì trận này Manchester United có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những vòng đấu gần đây thì thậm chí là Manchester United cũng còn đang vượt trội hơn so với Sheffield nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà mỗi lần tiếp đón Sheffield trước đây thì đa phần Manchester United đều tận dụng được tốt điểm tựa sân nhà của mình để có chiến thắng trước Sheffield. Và ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà với lực lượng hầu như là đầy đủ nhất, gặp đối thủ đang mất phong độ thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được Manchester United đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Manchester United chấp nha. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Và ở những lượt trận gần đây, cả hai đội đang có hiệu suất ghi bàn đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và cũng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Và cũng không loại trừ khả năng là Sheffield đang có phong độ không tốt thì Manchester United họ sẽ tận dụng được cái cơ hội này để có chiến thắng đậm không chân. Dự đoán sẽ là 3-1 hoặc 4-1 nghiêng về cho Manchester United. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,5. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đang vượt trội hơn so với đối thủ thì Manchester United hiệp 1 sẽ có 2 hoặc 3 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Manchester United nha và đã tài. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Manchester United và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.